Hello anh em, shop bán mặt lớn nhất Việt Nam, uy tín, giá rẻ. Anh em có thể tham khảo qua Ngọc Rồng online.com. Đấy, chúng ta sẽ vào phần diễn đàn, có phần đăng nhập, chúng ta sẽ đăng nhập vô giọng mua ngọc đồ. Các thứ đều trong đấy. Yeah, anh em có thể kiểu chat online và lập topic nói chuyện với mọi người luôn. Wow, đây là bảng xếp hạng nạp thẻ hàng tháng, chúng ta sẽ nhận được 5 tỷ đồng. Hello anh em, đây là chữ số gốc của một con dùng để đi winning chạy nè. Anh em xem tham khảo nha. Đó, anh em xem đi. Mình chỉ cần khiên một thôi là đủ ăn rồi. Dùng đồ thì áo 10%, quần 10, răng 10 và giày 10. Radar mình xài có 5 mà, anh em xài 10 cũng được. Nói chung là đi vậy đủ xài rồi, không cần nhiều đâu. Mình thì kiểu ngày nào cũng đi, nhưng mà mình nói cho anh em luôn, để anh em biết là ví dụ đi mặc kiểu này đúng không, là một ngày chỉ được khoảng một, đa số là một viên, ít khi hai viên, với lại hiếm khi ba viên lắm nha. Anh em nên lưu ý điều đó. Hôm nay mình so sánh hết cho anh em luôn. Kiểu đi vô đây mình nâng HP cao cao một tí, sức đánh thì thấp, sức đánh để đúng 300 luôn là đi win danh giải ngon nhất. Đấy, mình đấm mấy phát là nó chết ngay. Anh em dễ không? Quá dễ luôn. Lát mình so sánh cho anh em, với lại mình sẽ đi hai lần ặc này cho anh em xem luôn. Mình có nói đúng không? Đa số sẽ ra một viên 4m thôi, không ra hai viên hay là ba viên nhiều. Đấm lẹ lắm, đấm quanh. Lâu lâu mình hay bị lắc á, đấm lâu chứ mình thường mình đấm đấm phát đúng không? Nó phản cái mình đấm cái là nó chết ngay. Nói chung là đơn giản mà. Cái mình không nhớ YouTuber nào nói là phải qua nhiệm vụ đại hội võ thuật hay sao ấy. Mình không cần qua nhiệm vụ đó đâu, mình chỉ cần đạt sức mạnh 5 triệu, cái nhiệm vụ đạt sức mạnh 5 triệu là được rồi, mình đâu cần qua đâu. Đa số anh em kiểu để nhiệm vụ là đấm mấy con gì á, mấy con quái 12k hay 15k gì, mình không nhớ, 20k gì á. Mấy con đó thì anh em làm đi, đừng có không làm. AD kiểu fit ngầm không à. Game bây giờ mình kiểu mình đam mê mình chơi thôi, chứ dường như là mấy anh em kiếm tiền ít khi chơi lại lắm rồi. Đa số bỏ là bỏ luôn. Kiểu kiếm không được quá nhiều mà chơi thì lại bị fit quá nhiều ấy. Rất là khó chịu. Mình bêm lẹ lắm. Để mình bêm phải. Đó, thấy không, một phát. Con nít này giáp HP nó hơi ít, để lát mình lấy con HP cao mình đi lại lần nữa cho anh em xem. Kiểu nâng tầm 150 đến 170 hay là 180 là đủ để đi rồi, win lẹ lắm. Hello anh em, đây mình sẽ bèm con trung ý trắng này nha. Nãy mình bị lắc một tí mình nên mình kiểu out game ra vô lại nên mất thời gian. Mãi sau đây, 5 sao ít chết bà chứ 6 sao còn mẹ. Giờ đây, tới rồi. Tới còn chung với Seller thì vậy. Phải không ta? Để mình coi, mình không nhớ rõ nữa. Đúng vậy, mình nhớ đúng mà, mình không hề nhớ sai. Chung với Seller. Anh em nào coi Dragon Ball lại đi, hay vậy. Của bóp anime mình coi nghiện con mẹ nó luôn. Coi là anh em sẽ hiểu cốt truyện tại sao có danh chạy và tại sao có bản đồ kho báu à. Hay lắm, anh em nên coi thử nha. Đây là con boss hiệp hai, nãy giờ không được viên 4 sao nào hết, cũng nạn 6 sao. Viên này mấy sao đây? Thùm. Mẹ nó lại 6 sao, cũng nạn mờ. Lắc quá vậy hả? Lắc quá vậy con mì à mày. Đồ khốn nạn. Hay da, chờ tao tí tao quay lại nha. Tao quá quay lại rồi đây. Mày khốn nạn này. Lên tầng 4 đó hở. Bực khiên lên nha. Anh em đếm 1, 2, 3 rồi anh em bực khiên sẽ dễ hơn. 5 sao ngon. 5 sao. Mẹ nó thấy viên 6 sao là thấy buồn. Thấy viên 7 sao. Vậy là mình được thêm vô một viên 5 sao nè. Ngon. Nói chung đi cũng ngon anh em.
Ngày mình đi trung bình được khoảng 3 đến 5 viên à. Đúng rồi. Hai hạt này mình hai hạt cùi cùi mình đi được 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 hai hạt, giống như hai hạt dùng để đi nhanh đó là mình sẽ được 1 đến 2 viên. Không, mình sẽ được trên 2 viên chắc chắn. Và kiểu ít khi hạt nào mà đi được. Ít hạt nào mà mình đi được lần 2 viên lắm. Ngày hôm qua thì mình đi được, bữa nay mình quay cả đi không được. Hay đợi bất công không? Yo, tao ăn boss mới rồi anh em ơi, chung với sinh lỡ lại là mày. Thầy già, tao băm mày ra từng miếng giờ cũng nạn. Bực khiên nha anh em, bực khiên xong đi qua hé cái đầu nó hé lô mà đập fucker. Một hit one. Lại tới con boss mới đây anh em. Anh em đã sẵn sàng chưa? Mình quên tắt rồi. Tắt tự động liên tập. Quên 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 tắt 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 tắt. Gì vậy? Đây 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 đây. Ơi. Này, xuống đây. Mình quánh nó. Ngại gì với bệnh, mày làm sao? Mày hãy lào. Nghe nói trong phim mày trâu lắm đúng không? Dạ lại là mày, tao nổ cho mày chết. Cốn nạn. Lại viên 6 sao. Toàn 6 7 sao không vậy? 5 sao đâu không đó hả? 4 sao 5 sao đâu? Cố chịu mợ. Lên đi. Bật kia nhà 1 2 3. Đấy, mình đếm không trượt đâu. Tại mình này mình đếm nhanh do kiểu mình đếm chậm ấy. Anh em mà đếm trước là ngon. 7 sao. 7 sao nữa. Trời ơi gì vậy? 7 sao. Ui vãi cà lin. Hơi à, admin ơi admin phết hộ con lại cái này. Quái nồi, bốn con boss mà 7 sao hết. Lúc trước server 1 chưa phết kìa, mình đi có lần là từ 4 đến 7 viên thôi chứ mình không có đi mà một viên kiểu này đâu. Một ngày mình kiếm được hả? Lúc trước là khoảng 2 triệu một viên ở bên server 1. Là sẽ được khoảng từ 5 đến mười mấy triệu. Má anh em thấy ngon, ngon vãi liền. À đây giờ mày trốn tao hả mày? Cũng nặng. Anh em chờ mình xíu nha, lát mình quay lại. Bùm. Khoan, kệ tao đi lấy dao. Hello anh em. Đây, mình quay lại rồi đây. Này là hạt chính của mình luôn nha, mình sẽ lấy nó đi. Đấy. Đấm, 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 đấm. Mẹ nó chưa chết nữa. Hơi bị cay nhưng mà sao. Nói chung mình cũng biết cách này mà mình cũng đi lẹ. Đấy. Ui, 4S rồi anh em ơi. Ui, ấu, yeah. Anh em biết sao mình mặc lại không? Mình mặc á, mình mặc vô thì quái nó có thể tăng, nhưng mình sao? Giờ, lại tới con trùng quỷ trắng đây. Cũng nạn mà lại chọn tao. Mày biết tao là ai không hả? Tao là Châu Tình Tình, Châu Tình Tình đó mợ. Bây giờ tao tưởng kỹ nên tao có thể gọi là Tình Tình được không? Hay da, con mày ra mày hử. Hả sao? Quay lại năm sau ngon rồi. Hai, đặt này bình thường. Alo nè. Anh em có thấy cái đấm liên hoàn này có giống thằng Rock Lee hay với thằng Gai trong Naruto? Giống lại 4S nè anh em. Phê phê phê. Ố là hai viên 4S. Vậy là mình được hai viên 4S và một viên 5S rồi. Ố yeah. Đấy. Ui, cái này mình cho đệ tử đánh cho nó lẹ nha. Tại kiểu mình để HP thấp là kiểu máu nó cũng ít, với lại không, HP thấp thì sức tấn công nó cũng ít. 250k mà thấp nhiều. Nếu mà mình nói thấp mấy thằng kia chửi mình ngu làm sao. Thôi mình cũng kệ đi. Đấy anh em thấy nó vừa gì đúng không, mình tháo ra xong rồi mình mặc mình hợp thể vô, mình chấp tụi nó luôn. Mình mạnh nghe lên gấp nhiều lần luôn. Kiên không? Quá là kiên luôn. Làm sao? Phân thân đi chúng tôi này. Này mình bật AK nha anh em. Anh em sử dụng bản mấy bản mod á, bản hack mod đấy.
có hai bản hình thành nhất là Game Hub với lại Cụ Bắp. Lúc trước thì mình dùng Game Hub, bây giờ mình dùng Cụ Bắp. Game Hub thì nó hơi lag một tí, Cụ Bắp thì nó hỗ trợ tất cả tính năng gần như cái nào cũng có. Ui sao sao thế, sáng thế chứ lị à. Ui đấy, hai viên 4S, một viên 5S, một viên 6S. Anh em có thấy cái giọng này hấp dẫn không hử? Mình là Châu Tinh Tinh, anh em biết thì nhớ like share ủng hộ cho mình nha. Nhớ những cái nút đăng ký, anh em chỉ cần ủng hộ cho vui thôi. Đấy, mình chat về nhà để mình tắt chat, tại mình thường thường dùng ấy cho đệ tử tự về, mình tháo, mình hợp thể tháo đồ hết. Đấy, anh em nhìn lại thấy à, để cho tụi nó HP thấp này, sức đánh nó thấp để mình bêm nó lẹ thôi, chứ không có gì hết. Đi cái kia mình tốn tới khoảng 20 mấy phút, cái này mình đi lẹ không, 10 mấy phút là cùng, chưa tới 15 phút nữa. Một viên 5S, một viên 6S, có viên 7S không? 5S tiếp, ngon. Ồ, 5S tiếp kìa, phê. Thấy không, mình nói rồi, mình đi sẽ được tầm một ngày sẽ tầm được 4 viên, là hai hạt kia mỗi ngày một viên đúng không? Với lại hai hạt kia thì đi ít cỡ nào cũng sẽ được 3 đến 5 viên 5S. Với lại hạt này thì mình nghĩ là 3 hạt sẽ được trung bình một hạt 2 viên, sẽ được một viên 4S nữa đúng không? Quá ngon luôn. Trời ơi con mẹ mày, còn một má mày cũng không tha tao nữa. Ok chưa? Được chưa? Thôi mình đi tìm ngọc rồng lẹ anh em ơi. Ui, ngọc rồng luôn, ngon.